Có những bộ phim mang trong mình hơi thở của cả một thế hệ và những người trẻ ở trong đó, dù khác biệt qua từng thời kỳ, thì đều có riêng cho bản thân một nơi ẩn nấp khỏi những phiền muộn trong đời sống. Đó có thể là thứ nhạc rock phóng khoáng và buông thả của những năm 70 trong Almost Famous, là cái bạo lực ớn lạnh của A Brighter Summer Day giữa xã hội Đài Loan thập niên 60 ngột ngạt, hay chiếc smartphone mà Gen Z dùng để tạo ra một nhân cách thứ hai trong 8th grade. Còn với những đứa trẻ của Shunji EY, chúng chỉ có âm nhạc của Lily Choo Choo để bám vào. Ám ảnh, điên cuồng và mờ mịt, đạo diễn người Nhật Bản đã chiêu đãi khán giả cuộc sống hóc được khổ đau và đầy rẫy tội ác cùng một lối thoát xa vời tưởng như chỉ là ảo ảnh. Hôm nay, hãy thử bước chân vào thiên đường u mê của những đứa trẻ thập niên 90 tại đất nước mặt trời mọc và cùng thưởng thức tác phẩm All About Lily Choo Choo với bản dịch vô cùng ma mị là khúc cầu siêu của tuổi trẻ. Bóng tối cô ấy thả vào ether làm những bước sóng của nó thăng hoa, vượt qua cả quang phổ, chạm đến cái tường tận xa vời nhất, một hình ảnh đẫm nỗi đau như lấp đầy khoảng trống giữa serotonin. Đó là những gì cậu bé nickname Philia bộc bạch về thần tượng mà cậu tôn thờ như một vị thánh, ca sĩ Lily Choo Choo. Âm nhạc của cô được ví như ether, một hợp chất lơ lửng trên bầu trời, nơi tồn tại một thiên đường yên bình chẳng có niềm đau. Cậu mê mẩn nhạc của cô, giai điệu của cô, cậu tôn sùng cô, coi cô như một vị cứu tinh, một người nhìn rõ nỗi đau ở hình hài nguyên thủy nhất. Nhưng đó là bên trong chiếc tai nghe và trang web ẩn danh của những người hâm mộ. Còn ngoài đời thật, Philia là Yuichi Hasumi, một cậu nhóc học sinh 14 tuổi vật lộn từng ngày giữa cuộc sống hóc đường ngột ngạt và u ám. Trong những năm 90 của thế kỷ trước, với khủng hoảng kinh tế, những đứa trẻ Nhật Bản vỡ mộng có lẽ đã thôi cố gắng để đáp ứng những tiêu chuẩn của xã hội và bà mẹ. Trường học trở nên bạo lực và tội ác sinh ra từ những thanh thiếu niên vẫn còn khoác đồng phục. Trên tin tức nhan nhản những vụ việc động trời, ngoài đường phố các chủ quán rượt đuổi các đám trẻ ăn cắp băng đĩa, hay trong màn đêm nhá nhem nào đó, những trò bệnh hoạn bị lôi ra làm thú vui tiêu khiển. Tính cách hiền lành của Yuichi như một chú nai ngơ ngác, quá yếu ớt trước những kẻ dữ dằn. Cậu chỉ biết im lặng, chẳng thể tự bảo vệ bản thân, và chịu kiếp bị bắt nạt ngày qua ngày. Sở hữu những cảnh rung lắc của máy quay cầm tay, cùng cách sử dụng ánh sáng ngẫu hứng, phần nhìn của All About Lily Choo Choo mang lại cảm giác thiếu chỉn chu, nhưng lại đẹp theo một cách đáng sợ. Đạo diễn hình ảnh Noboru Shinoda đã thành công trong việc đưa lên màn ảnh cái hoài niệm trong trẻo của thời học sinh. Đó là những hành lang ửng nắng, là cô bạn Yuichi thầm thương ngồi bên cây piano, hay buổi tốt nghiệp của câu lạc bộ Kendo cười đùa vui vẻ. Nhưng đồng thời, đó cũng là thứ ánh sáng soi bọn trẻ đạp xe trong màn đêm nhem nhuốc, những đoạn footage nhòe hình về một đám nam sinh quay để dở trò đối bại với một cô gái, hay màu tím siêu thực của một phân cảnh hành hạ. Đúng vậy, trốn trường học không ngây thơ cũng chẳng trong sáng, mà vô cùng hỗn loạn. Thầy cô và ba mẹ cũng có mặt, nhưng họ tuyệt nhiên chẳng thể tác động nổi tới câu chuyện. Chỉ có Ether, chỉ có Lily, và chỉ có cánh đồng xanh đầy cô độc bơm thứ giai điệu an thần tạm thời vào những đứa trẻ đó. Chúng mơ về một thiên đàng, một nơi trốn, một thiên thần hạ phàm để cứu vớt mình khỏi thực tại thiểu não này. Một hiện thực, nơi người lớn thờ ơ và bạn bè ghẻ lạnh. Album của Lily như một thứ tôn giáo, còn đám trẻ, chúng là những con chiên không ngừng khổ đau. Trong thực tại đen tối đó, chúng ta được đi qua cuộc đời của bốn nhân vật mà có thể tạm gọi là kẻ bắt nạt, người cam chịu, cái chết và cô gái sống sót. Tất cả bọn họ, dù bằng cách này hay cách khác, đều được liên kết bởi những bài nhạc của ca sĩ Lily Choo Choo. Ta đến với người đầu tiên là Hoshino, người bạn thân của Yuichi. Được giới thiệu trong một phân cảnh hồi tưởng, Hoshino là một học sinh tiêu biểu và gương mẫu. Cậu điển trai, học giỏi, gia đình khá giả và thậm chí còn được chọn mặt gửi vàng để phát biểu trước toàn trường. Tuy nhiên, Hoshino cũng hiền lành như Yuichi, cộng thêm thành tích nổi bật chỉ như biến cậu bé này thành mục tiêu để kẻ khác căm ghét. Bị bắt nạt suốt tới cấp 2, đám con gái ở câu lạc bộ Kendo thì ngứa mắt, hay áp lực vô hình mang tên thành tích và đố kỵ cứ bủa vây Hoshino. Ngoài vài người bạn ra, thì Hoshino luôn bị bàn tán trong trường, và với tính cách được xây dựng, tưởng rằng cuộc sống của cậu sẽ giống như Yuichi, nhịn nhục trong khổ sở. Ấy thế mà vào một buổi sáng bình thường đi học, Hoshino không cam chịu nữa, cậu thẳng tay quăng chiếc ghế vào kẻ bắt nạt, mân mê con dao và cắt phăng mái tóc của hắn trong tiếng hét của những người chứng kiến. Và từ đó, chiếc áo đen mà Hoshino khoác lên cùng khói thuốc nghi ngút làm ta đắng cay nhận ra rằng cậu trong câu chuyện này không phải là nạn nhân mà chính là kẻ bắt nạt. Thực chất, sự thay đổi của Hoshino có thể thấy rõ qua chuyến đi chơi Okinawa mà cả nhóm Yuichi tham gia. Hoshino đã chết hụt hai lần, một là bị con cá Shija đầu nhọn đâm trúng, hai là suýt chết đuối trên biển.
cộng thêm việc chứng kiến cái chết của người đàn ông đi nhờ xe, Hoshino như thay đổi hoàn toàn. Cậu ngộ ra rằng mình chẳng còn nhiều mạng để phí hoài vào việc đứng im chịu trận. Chưa hết, theo lời của một nữ sinh, gia đình Hoshino đã phá sản và người mẹ dịu hiền cũng chưa một lần xuất hiện lại trong phim. Hoshino suy sụp, phản kháng hoặc sa ngã. Chẳng biết từ nào để hợp với cậu trai đã từng có tiềm năng vô cùng rộng mở này. Chỉ biết rằng cậu ta đã biến đổi. Với khuôn mặt lạnh ngắt, Hoshino gây ra những tội ác khủng khiếp. Hai trong số những nạn nhân của Hoshino đó chính là Tsuda và Kuno. Tsuda là một cô gái nhí nhảnh, cá tính, cô luôn khoác lên mình một vẻ mặt tươi cười và có phần bướng bỉnh. Ấy thế mà cô nằm gọn trong bàn tay của Hoshino khi cậu ta quay được video nhạy cảm của cô và dùng nó để ép Tsuda ngủ với những gã đàn ông lớn tuổi để thu tiền. Còn với Kuno, cô gái này chính là người mà Yuichi thầm thương. Cô tài giỏi, biết chơi đàn, biên soạn cả một bản a cappella cho cả lớp và luôn toát ra một vẻ đoan trang lịch sự. Không nằm ngoài vòng xoáy bi kịch, Kuno bị đám con gái đố kỵ trong lớp lừa, để rồi cũng chịu chung số phận với Tsuda. Một đám nam sinh bịt mặt quay bắt cô trong một phân đoạn giả footage rung lắc điên loạn khiến người xem phải nhăn mặt. Thật khó để có thể tưởng tượng được đây là những điều mà đám trẻ cắp sách đi học đối xử với nhau. Hoshino càng lún càng sâu, và từ lúc nào, cậu ta đã ở quá xa nơi có thể quay đầu. Bốn con người, bốn mảnh đời, bốn sự lựa chọn đưa người xem đến với những kết cục khác nhau. Từng nhân vật đến cuối cùng, bằng cách này hay cách khác, đều tự tìm cho mình một lối thoát. Tsuda dù luôn vui cười, nhưng sự thật bên trong là cô ghê tởm chính mình. Cô giày xéo lên những tờ tiền mình kiếm được, từ chối cậu lớp trưởng tốt bụng, hay không dưới hai lần tắm mình trong làn nước như để gột rửa cơ thể. Nhưng cô không thể thoát khỏi Hoshino, không dám để đoạn video bị lộ và cũng chẳng dám phản kháng. Tsuda cứ mơ về việc được bay qua bầu trời như những cánh diều, để rồi kết cục là thứ hoàn toàn có thể đoán trước. Ngay trong phân đoạn Tsuda chơi diều, ta đã thấy cánh diều của cô không thể bay mà chúi đầu xuống đất. Con người không thể bay, những đứa trẻ này cũng không thể chạm nổi vào bầu trời, vào ether. Tsuda cũng giống như con diều mà chính cô chơi trước đó. Cô rơi từ một nơi nào đó thật cao, chẳng rõ là ở đâu. Chỉ biết rằng, sợi dây phía bên trên vẫn còn mắc lủng lẳng chiếc điện thoại. Trong câu chuyện này, Tsuda là cái chết, là đứa trẻ không vượt qua được thời kỳ đen tối. Cam chịu, bạo lực hoặc tự sát, đám trẻ trong All About Lily Shushu như luẩn quẩn giữa những lựa chọn hạn hẹp. Nếu Hoshino không biến chất, cậu sẽ chịu số phận như Yuichi, mãi mãi bị chà đạp. Còn nếu tìm một lối thoát khác, cậu sẽ phải chết như Tsuda. Tsuda cũng vậy. Nếu chọn cam chịu sống, cô sẽ tiếp tục phải ngủ với những gã đàn ông lớn tuổi để cống tiền cho Hoshino. Từ đây, một xã hội Nhật Bản của những năm 90 hiện lên với những thanh thiếu niên mờ mịt, u tối và như bóp nghẹt đến tắc thở. Chúng cứ quẩn quanh giữa vòng xoáy bị ăn hiếp, trở thành kẻ ăn hiếp hoặc một lối thoát túng quẫn. Vậy nên chúng cần ether, cần Lily, cần chiếc tai nghe để trốn thật sâu, thật kỹ vào cái thiên đường nơi mọi nỗi đau đều được tạm thời xoa dịu. Vậy nơi trốn đó thật sự ở đâu? Dừng lại một chút với những đoạn chat cứ thi thoảng lại nhảy ra ngay chính giữa khung hình. Philia hay chính Yuichi rất hay tâm sự với Blue Cat, một người hâm mộ Lily cũng hoạt động trên diễn đàn. Dù ẩn danh, nhưng hai con người này lại rất hiểu nhau và thông cảm cho những muộn phiền người còn lại phải gánh vác. Thân gửi Philia, hãy gặp nhau ở concert, bạn sẽ nhận ra tôi bằng một quả táo màu xanh. Blue Cat nhắn trước khi sự diễn biến làm thay đổi toàn bộ câu chuyện xảy ra. Vào ngày 8 tháng 12, nguyên văn là công chúa của Ether sẽ hạ phàm xuống Yoyogi. Đó là sự kiện Lily tổ chức một buổi concert, là nơi những người hâm mộ đổ về từ khắp nơi để được chạm vào Ether. Yuichi có mặt, cậu nhìn xung quanh để tìm người mà rất có thể sẽ trở thành bạn tốt sau những lời tâm sự trên mạng. Giữa dòng người, lấp ló một quả táo xanh, một cậu bé đang tâng nó trên lòng bàn tay. Và bi kịch thay, đó là Hoshino. Màu xanh tượng trưng cho sự nguy hiểm, và trái táo là tội lỗi. Đó đích thị là đại diện cho Hoshino, con quái vật với tội lỗi chất chồng. Một tấn khổ đau đắng ngắt đầy thất vọng. Hoshino không biết Yuichi là Philia nên cậu lại dở thói côn đồ. Cậu ta lấy cả hai vé, chọn chỗ tốt hơn rồi vo tờ còn lại ném đi mất. Yuichi bẩn thần đứng bên ngoài, chỉ đứng ngắm Lily qua chiếc màn hình ở quảng trường, ngắm thiên thần trong lòng cậu thật gần mà lại chẳng thể chạm tới. Có lẽ đó đã là giới hạn cuối cùng mà Yuichi chịu đựng được. Ngay sau buổi hòa nhạc kết thúc, giữa dòng người chen chúc, Yuichi đâm Hoshino một nhát vào sau lưng và để mặc cậu chết giữa đám đông hỗn loạn. Có hai cách để hiểu phân đoạn này. Trong lần đầu xem, mình đã nghĩ Yuichi giết chết Hoshino vì hắn đã cản cậu được thấy Lily thay Ether.
Yuichi như gục ngã ngay trước cổng thiên đàng mà cậu hằng mơ ước, cách một chiếc cổng soát vé. Vì vậy, cậu trừng phạt Hoshino đã cản cậu tới được với Lily. Tuy nhiên, sau lần xem lại, có một cảm giác rằng phân cảnh Yuichi nhìn ngắm Lily qua màn hình chiếu bên ngoài quảng trường là khi cậu nhận ra rằng Ether không hề tồn tại và chẳng có thiên thần nào hạ phàm cứu rỗi Yuichi ngoài việc cậu tự tìm lấy bình yên cho mình bằng bạo lực. Điều này cũng khiến phân đoạn giết Hoshino trở nên có lý khi Yuichi hô lớn rằng Lily đang vẫy tay để đám đông xô đẩy nhau, tạo thời cơ cho cậu ra tay giết Hoshino. Thực chất, chẳng hề có Lily nào đang vẫy cả, tất cả chỉ là tưởng tượng, là những giai điệu mà khi bỏ chiếc tai nghe ra, nó sẽ biến mất. Tên phim là All About Lily Shushu, nhưng cô cũng chẳng hề xuất hiện, thậm chí còn chẳng phải một nhân vật. Philia và Blue Cat thật hiền hòa và thấu hiểu, nhưng Hoshino và Yuichi lại chà đạp và giết lẫn nhau, oan nghiệt đến nực cười. Để đến cuối cùng, cánh đồng xanh cô độc lại hiện về trong dòng credit. Hoshino, Yuichi, Tsuda đứng một mình giữa cô độc. Chẳng ai cứu vớt những đứa trẻ này, chỉ có ca khúc Glide của Lily Shushu, và lại chỉ có cô ca lên khúc cầu siêu đắng ngắt của tuổi trẻ, tiêm liều thuốc an thần vào những tâm hồn xám xịt. Tuy nhiên, để video không kết lại một cách quá sâu thảm, mình đã để dành cô gái sống sót đến tận cuối bài viết, đó là Kuno. Xuyên suốt phim, ta không hề thấy Kuno nghe nhạc của Lily. Cô không phải là một người hâm mộ, cũng không tôn thờ một thiên đường nào đó xa vời. Dẫu vậy, liên kết giữa Kuno và Lily nằm ở âm nhạc. Qua lời kể, những ca khúc của Lily được cho là chịu ảnh hưởng từ nhà soạn nhạc Claude Debussy. Ta thậm chí có thể thấy trong album của Lily có ca khúc tên là Arabesque, trùng với bản Arabesque No. 1 của Debussy. Kuno đã chơi bản nhạc này không dưới 2 lần trong phim. Cộng thêm chi tiết Philia từng chat rằng cậu rất ghét việc nhà báo hỏi Lily lấy cảm hứng từ ai, có thể hiểu rằng Kuno rất giống Lily, là một người độc lập. Cả hai đều là người độc lập. Cô tự chơi được những nốt nhạc, như đã nói, tự biên soạn được bản a cappella cho cả lớp. Kuno không cần Ether, không cần Lily, không cần một thiên đường ảo mộng. Dù bị cưỡng hiếp và bị quay lại video, Kuno vẫn đến lớp. Để không bị ép trở thành công cụ kiếm tiền cho Hoshino, Kuno cắt trụi mái tóc xinh đẹp, tự biến mình trở nên xấu xí. Cô cứng cỏi, lì lợm và không đầu hàng. Để rồi cuối cùng, khi nhân vật nào cũng đã nhúng chàm, Kuno vẫn ngồi đó bên cây đàn, bên tình yêu với âm nhạc trong cái nắng chan hòa ngoài cửa sổ. Trong câu chuyện này, Kuno là người sống sót, một tia sáng hiếm hoi giữa chốn học đường khắc nghiệt. Và dù rằng những lời động viên nghe thật xáo mòn, thì hãy cứ sống sót, hãy như Kuno, tiếp tục thở để dò tìm một lối thoát giữa màn đêm mịt mờ. Chẳng có bài học nào thấm thía hơn là bài học từ quá khứ, và bản thân sự chân thật đến đáng sợ của All About Lily Shushu cũng đủ để ta nhìn về một thời đã qua và thương xót cho những đứa trẻ vùng vẫy trong giai đoạn được coi là thập niên lạc lối hay The Lost Decade của Nhật Bản. Tuy nhiên, đó cũng là một tấm gương soi chiếu cho người lớn và cả những thanh thiếu niên hiện tại để sống tốt hơn và chấn chỉnh chính mình. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.